Muốn ai quay trước, em hay anh? Em Rồi, ok, vậy là em quay trước ha, nhường em luôn. Rồi, cho Rocket. Rồi, thôi, không đứng Rocket. nhường. Rocket. Ai hút thì mà. Rocket. Em ăn trái Rocket vô đây. Rồi, em đang xài Rocket nè. Ủa, trái Rocket đó có trái nào cùng hệ không ta? Làm gì có trái nào hệ máy bay phim đâu. Thôi, trận này cũng hiểu kết quả ha, tới anh quay nè. Chắc tầm trái Flame thôi là thắng mẹ luôn rồi, cần gì nữa. Ui, Venom Từ luôn. trắng, từ trắng, từ trắng. Ơi, Rồi, được, ngang kèo cũng căng kèo á. Rồi, ok, bây giờ anh sẽ ăn trái berry vô nha. Nom nom nom. Let's go, sẵn sàng chưa? Em đừng giỡn với từng trắng nha. Rồi để coi có Hôm trắng qua được em không nhớ, nha. quýnh em chết bằng trái này không? Cái đó là em nhường để quay video thôi. Hôm qua em còn đồ xịn hơn em nữa đó. Ơi, má Rồi. trái từng trắng đam cao vậy. Sao mắc với ba bốn ca mấy máu lần ta. Nè, nè. Ủa, sao không trúng? Né thôi. Bất ngờ chứ bà già. Bất nhà tù. Ôi. Gì chạy quá trời mất. Sao hột vậy? Trời ơi, nó tận dụng bức tường của mình kìa. Thằng khốn. Mày. Dạ. Bài anh bài anh bài nè, câu trái của anh mạnh nè, cầu thang. Rồi rồi em hiểu rồi đó, em hiểu rồi đó. Ây da. Em hiểu rồi, trúng đầu tiên rồi đó. Căng rồi, em căng rồi, em căng cọt rồi. Cần 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 Ôi, cần ôi, cần ôi. mày cần Dạ. combo đỉnh nhất lớp phút. Hình như anh là Bato Noria thì luôn hay gì á. Batalomia hả? Thôi quay cút rồi, cút rồi nè, coi nè, đón hướng di chuyển luôn nè. What Trời ơi. the fuck? What the fuck? Ai vậy? Ai vậy? Tỷ số bây giờ là 1-0 nha các bạn. Rồi để coi anh em ra trái gì nha. Chơi rocket đi một lần nữa thôi, một lần nữa Rồi, thôi. rồi, Ôi, rồi, rồi. rocket kìa. No, xanh, Rocket xanh. xa, Xanh. xa, đâu. À. Chết rồi, chết anh rồi, cái trái này em nói em chùm luôn rồi đó. Ơi các bạn ơi, vi đắc nếu như các bạn không biết nha, nó là chùm da chùm đã đến các bạn, chùm đã đến á. Ôi em vừa đen mà. Nhắn gì mày? Em vừa đen mà vừa cái ám khí xung quanh nữa. Mới không đấm có 3 ngày là gì đó. Rồi được rồi, đánh bại chiếc Shadow này cũng đơn giản các bạn, tới lượt mình nha. Bây giờ mình chỉ cần quay ra trái ở Kitsune thôi, một trái yếu yếu vậy thôi được rồi. Ôi, Kitsune thiệt kìa. Ôi gì tạm hả? Kitsune thiệt kìa. Tạm hả? What the What fuck? the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, 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 đừng giỡn mà. Trái Kitsune. Cho anh hả? À nhưng mà em biết gì không? Cái gì? Trái Shadow này là cùng hệ với lại trái đất á, em có thể đổi trái đất như em muốn á. Thôi em đâu bị khùng đâu. Ủa vậy? Dạ. Rồi rồi rồi, vậy Ôi thôi. mà trái Đếm Kitsune đi. này yếu lắm Phúc ơi, chắc em thắng anh qua. Anh đếm đi. Một. Ê! Mẹ mày! Nếu Ơi! Mày ăn gian! mạnh thì mình phải chơi bài các bạn ơi. Bài mày bài! Mày bài! Ây da! Bài, Ây da! Sao, bài, ui! bài. Sao ra được? Sao ra được? Ôi không được các bạn ơi, mình là Kitsune mà sao mình thua được. Ây da, Kitsune sao có thể thua con dơi lỏ này. Mày hả con dơi lỏ. Cao, cao, Ui, cao, Ken chích các bạn cao. ơi, Ken chích các bạn ơi. Em cũng yếu chứ gì, Cao, em đừng tưởng cao. em mạnh. Yếu, em mà yếu. Chứ ai yếu không? Chứ ai yếu không? Ây da. Yếu, Ây da, yếu. da, 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 Dính vô, ngon bái vô mà nốt. Làm gì? Bây giờ biến luôn nè chứ gì nữa. Mình, sức mạnh của cao, Kitsune. Mày. Ăn đi. Ui. Béo người luôn. Ây da, ây da, Người cái vậy, cái vậy? Ôi, cái chiêu đó khó luôn. chịu quá. Ôi, ôi, hay kìa, hay kìa. Ui, cái Kitsune mạnh quá, các bạn ơi. Trái Kitsune. Chết anh ơi, còn cái Kitsune nó ảo. Sao mày đỡ được trái Kitsune? Sao mày đỡ được trái Kitsune? Rồi, cái nữa chết nè. Ây da, cái Ôi, cây. Quá, cái cây. Cây cây quá. cây quá rồi. Không được Phúc ơi, không được Phúc ơi. Hay, Ây da, cây. Kitsune đó. Lật kèo. Cái siêu đề mà hô là nhục lắm nha. Lật kèo. Ôi. Trời ơi, trời, 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 xem chết, xem chết. Mày. Lật Mày, kèo. Lật lắc. kèo. Lật kèo được. Lật kèo được. Lắc, 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 Ui, lắc. ui. Lắc. Lật kèo. Yes. Mày, what the fuck? Trời. Yes. Ôi, các bạn ơi. Cuối cùng thì Naruto đã chiến thắng được Sasuke rồi. Đánh tìm bà vô thì chứ. Ui, tỷ số bây giờ là 2-0 nha các bạn, nghiêng về phía của Naruto. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay thứ ba. Nếu như bị đắc thua vòng quay này thì tỷ số tụi mình sẽ tăng lên khá là cao. Chế mặt mà, chế mà hút. Chế mà mút. Thế này, thế này.
Ây da, trái hệ Zeon thần thoại luôn hả? Rồi, em trái mammoth gì? Anh cần trái flame thôi, nướng voi luôn. Control. Control. Rồi, mày xong rồi, trái này là thả diều ghê lắm nha, Yasuo đó. À, Yasuo nha, tỷ số chắc chắn là 3-0 rồi đó. Vô chưa, em đâu rồi? Bắt đầu luôn đó. Hasaki. Ui, Hasaki. Mày, mày đâu rồi? Ủa, em đâu rồi? Ôi, nó chơi đứng ngoài vòng kìa, mất Đây dạy. Rồi xong, What the fuck? tiếp cận với control là sai lầm Phúc What the ơi. hell? What Mày the ném đá mày nè, ném đá mày nè. À, các bạn coi nè. Ủa sao anh di chuyển không được? Di chuyển tiếp nè, đi. Nè, nè. Mày ghê không? Hasaki. Ghê. Sao mày mày đỡ được? Ủa? Gì vậy khùng hả? Ê da, ôi cái gì? Được rồi, làm sao đánh rồi. bại được con voi này đây? Nè, chặt mày nè. Ủa sao không được? Sao không chặt được? Các bạn ơi, chơi control bị đánh bại rồi. Ai à, đứng lại đây nghe, anh mạnh lắm đó, anh mạnh lắm đó. Không sao, không sao, bây giờ chỉ cần thả diều thôi là được các bạn ơi. Thả nè. Mày. Ủa. Ôi, đừng mà phốt. Cầu xin là sao? Mày. Rồi, tao tưởng chém không trúng, chém trúng là được, chém trúng là mày chết. Anh hết cái vòng luôn rồi. Ma cây khoa 2-1. Thôi tỷ số bây giờ là 2-1 nha các bạn. Thôi không sao, trận nãy nhường thôi, giờ coi nè lần này mới là quýnh thiệt nè. Ê, chết spin cái T-Rex. Trời ơi, trời ơi cái gì mà mới mong muốn sao mà T-Rex được. Ui, hồi nãy toàn chơi mấy trái hệ Zeon thần thoại không các bạn ơi, em toàn chơi hú không à, sướng quá à. Nghe nó cứ sao sao ha. Thôi được rồi, để anh quay nha. Mình nói cái hồi anh thấy nó càng ngày càng sai á. Thôi mình không muốn chơi mấy trái hệ Zeon đó, bạn cho mình trái hệ ơi. Ê đừng cái này chưa? Rồi vô quýnh à anh là ai gì á, chưa vô mà. Má nữa kia máu rồi. Vô rồi. Smoke lắm. Ôi chiếu bự kìa. Mày sao mày đỡ được? Đỡ được. Cứu tôi với. Smoke lắm. 1k7 máu đó nha. 1k7 máu đó nha. Rồi. Đợi mình tí các bạn ơi. Mày. Ôi vậy. Mày. Gì vậy? Spider-Man. Sao chị em đổi sang giấy khác rồi. Có đâu, cái này cái smoke mà. Smoke V2 hả? Mày. Rồi tao cho mày hút luôn. Hút. Quá dễ các bạn ơi, hai trận đấu liên tiếp. Cái của mình đã bị đánh bại rồi. Ok, tỷ số bây giờ đang là 2-2 nha các bạn. Ồ, dán nãy là em chuyên gian. Nè, dán này nè, rồi chế sao hả? Chế ai sao quýnh lại anh? Ồ chế ai có mấy trăm k Billy rồi Phúc ơi, sao quýnh lại anh? Mạnh thôi đâu em AV1 được không? AV1 vậy nào cũng được chứ á, chấp em luôn á. Ok anh xài trái ai cơm bồ với tan kìa quá cho sao nó còn rẻ chế ai nữa. Ý nha, nãy giờ ngoài trái Kitsune đầu game anh quay ra còn lại toàn mấy trái gì lỏ không à. Thôi trái xem của anh không có mastery luôn. BBB đây luôn nha. Ok đây luôn. Ừ, quất ở đây luôn. Đây rồi. Đây là kiểu địa hình lợi thế cho anh đó. Mà anh chưa thuộc chiêu trái cát nữa, để anh thử nha. Thôi để anh đi test anh quái cát ơi. Là má cho đi muối cát bay. Ôi cát bay né chiêu kìa, cát bay né chiêu kìa. Phúc ơi khó chịu lắm đó. Ây da, ôi cái gì mà trúng nữa mày. Ôi mày sao mày vậy? Hai trái với một đánh nhau hoài niệm quá à. Này giống kiểu nó phút 2017 vậy. Trả trái quỷ cho tao. Ui mày dám cướp người yêu tao. Mày dám cướp mày, bạn gái của tao. No. Mày bạn gái lóc phút của tao. Mày ai rồi, tiếp cận là chết rồi. Rồi sao nữa, hắc não luôn. Dạ ai xin lỗi. Rồi chắc chắn là anh thích nước lắm phải không? Ai mà nó coi nó chàng vàng kìa. Anh có thích nước không? Sao anh xuống nước được? Ủa quên, tao tập người cá mà. Mày xuống đây. Mày xuống đây, tao mới là hải tặc nè. Mày thích vàng vàng với tao mày.
Rồi nó Ủa, quên mình là quên. người cá rồi ơi. Mày ăn gian Ê ơi, tao. quên thì không rồi. Ôi anh đóng băng lúc em đang dưới nước. Tao phân. Thôi không công bằng, giao luật khác không được bước xuống nước nữa đi. Ủa thằng nào xuống nước chưa? Em không biết, em lộn, lần sau không được xuống nước nữa. Ok, tính số bây giờ là 3-2 với các bạn. Mày chơi ăn gian mày không thắng được đâu. Hay trận chiến quá đơn giản các bạn ơi, đến với vòng quay thứ tư nha. Ủa thứ năm mà chứ? Chứ ra gần luôn. Ủa? Chết ra gần. Ôi, chết ra gần thì mạnh quá. Thôi, lần này tầm mấy trái cười cười nó lỏ thôi cũng thắng các bạn ơi. Quá đơn giản mà. Ôi, ôi, đại ca của em là Phúc. Chip Phonic. Chip Ben. Ơi, Chip Phonic. Ây da, thôi thôi Chip Ben. Rồi, anh ăn Chip Ben nha. Lần này là dao không được xuống nước trước rồi đó nha. Ai xuống nước là thua đó. Nước này nè. Nước này xuống là thua luôn nha. Rồi, giờ vô nha. Chữ F là gì vậy? Ui, chữ F này là dịch chuyển hả? Heavy Ben. Ủa, sao không trốn? Mùa đông, mùa đông, mùa đông. Gì phế gì vậy? Đi bộ luôn á, đi bộ luôn. Ơi, chế này phế. Phải phải cái đây. Mà có cánh là fan cần đúng không? Có. Ờ có cánh là fan cần chứ gì nữa, chứ còn gì có cánh nữa mày, khùng hả? Ai đừng có chạy, đừng có chạy. Đừng có chạy. Mày đừng có chạy. À em đủ mày đứng nào, lại, em mày đứng lại. Mày, ơi, dạ. Không rồi. Cái fan cần nè. Fan cần nè. Fan cần có cánh nè ông nội. Rồi. Rồi, mày ăn gian. Mày ăn gian. Ai tao trưởng full combo chúng hết mà có 3 ca đam vậy ta. Các bạn ơi, cái này phải chế fan cần không vậy? Sao nay nó bự dữ vậy ông nội? Top 10 trái mạnh nhất 890 đam. Kìa kìa bắn đi nè, em đứng em né nè, bắn chúng nha. Mày nè. Ai má cái này phế quá à. Có khi nãy quýnh thua với fan cần luôn á, fan cần V2 này bá đạo vậy. Ai da, ai da, ai da, fan cần ui. Hay kìa, mình hay kìa các bạn ơi. Mình hay kìa. Hay. Hay chết á. Má. Em giỡn mặt anh hả? Bên cạnh nào vậy? Ủa chứ nãy anh cũng dùng trái Smok V2 thôi. Em cũng dùng trái bên cạnh V2. Ok, vậy tỷ số bây giờ là 3 đều đúng không? Được rồi. Tới vòng quay tiếp theo nha. Má, lần này mà chơi ăn gian đi nha. Thôi, nói chứ rồi. Quay ra trái xịn đâu cần phải chơi ăn gian đúng không? Ê, ê. Ê. Ê, vậy chắc không cần rồi. Thôi, ăn vàng à, gì vậy trời. Kitsune là sao vậy? Không sao, sợ với các bạn. Mắc gì phải ghen Kitsune thôi mà. Chỉ là trái 8 triệu Belly thôi các bạn. Mình quay ra trái đất. Trái đất trái đại mạnh luôn. Trái đại mạnh luôn. Anh đầu trước, em chấp anh đánh trước em 2 đòn. Thấy không? Ê, gì em có nội. Này điếm kìa, này điếm kìa. Mày. Rồi, mù rồi. Còn có 5 cái máu gì em nội. Anh mà đây mình mà em. Rồi giờ chị sao? Điểm anh chơi điểm. Anh đi xuống la bao nè, đi xuống la bao nè. Ơi má sao chết đây mình đi dưới la bao được hết ta? Mất máu luôn. Mày mất, mày mất. Ra thay đường nữa rồi. Mày giỡn chứ đây mình nó phốt, mày giỡn chứ đây mình nó phốt hình như trâu lắm á. Ê như chứ đây mình là siêu trâu luôn thì phải. Ui, không mất máu luôn kìa, em quýnh anh không mất máu luôn. Sao? Mất có mấy trăm ca máu à. Kiểu cũng không rồi. Mất nhiều lắm á. Rồi. Rồi gì? Rồi gì? À, trận này hình như tầm khoảng 1 phút rưỡi. Hay mặc dù mình đã chơi ăn gian mà mình vẫn không thể nào thắng được. Thôi tỷ số giờ là 4-3 thôi chứ có nhiêu đâu. Tạm trận này là lật kèo nè. À title hôm nay sẽ là BVB với VDAC và cái kết mình lật kèo nha các bạn. Cái sen. Cái sen. Em chơi ăn gian nữa. Ôi chế đắc nha các bạn, chế đắc nha. Chế này là chế đắc nè. Đó các bạn thấy không, chế đắc nè, chế đắc. Uy tín kìa. Rồi tới lượt anh quay đó anh VDAC ơi. Ủa anh là anh ơi. Em chế đắc thì anh chắc tầm trái fan cần là thắng Phú ơi. Ôi. Đại yêu. Uầy hay vậy, sao biết trái lớp hay vậy. Lớp các bạn ơi, thì trái lớp này á sẽ có trùng hệ với lại trái Kitsune nha các bạn. Kiểu một bên là cho cưỡi được, còn bên kia cũng cho cưỡi được đó. Rồi vô chưa, đại chiến với cái cột bự chi bá lửa nha. Rồi bắt đầu. Rồi nha. Anh không nhường rồi đó. Hey, em mới nói câu sức đó. Sức mạnh tình bạn. Rồi, sức mạnh tình bạn là mạnh lắm đó nha. Mày. Mày. Nó làm được gì em? Bạn của anh làm được gì em? Làm được cái này nè, làm được cái này nè. Quất nó fan. Ơi, fan, cứu tôi, fan ơi. Là mình thắng rồi. Ơi, kinh chích. Mày. Ui, bạn anh mạnh dữ vậy. Trái tim buồn vì thương nhớ. Má hay quá, hát hay là phải chết nha Phúc.
À, có cái cột kho đánh quá vậy. Có đâu, anh xài chiêu vậy cũng vậy mà. Nè, đoán trước tương lai nè. Ôi má hụt chiêu mẹ. Ây da, ây da. Ôi cái chiêu đó khó chịu vậy. Ây da, da, da. Ui, ui. Đi ra đi, đi ra đi. Cái gì vậy? Anh kẹt trong đây vĩnh viễn luôn rồi, hết Ken Anh hiểu luôn số phận anh rồi đó, giết nó luôn chứ không hèm hút nữa. Đây nè, đây nè, vô đây, vô đây, vô đây mày. Thiệt á, em chết đó nha. Hồi hồi. Ây da, mày ui ngu. da. Ơi cái chiêu nó mạnh vãi. Thôi không sao, sức mạnh trên bạn. Bạn thân ơi, Mạnh bạn thân ơi. mày. Không được, lật kèo. Yeah. Cái gì? Game này mình đã chiến thắng. Không thể nào, lần đầu tiên trong anime sức mạnh tình bạn lại thua. Ôi các bạn ơi, thì trong video ngày hôm nay thì người chiến thắng chính là phản diện Da Đen nha các bạn. VDuck đã chiến thắng với tỷ số là 5-3. Bài học của ngày hôm nay là gì? Đừng bị bê với phản diện Da Đen. Không, phản diện Đai Đen mới đúng.